Tới cuối tuần chúng ta đã 100 năm tốt hơn rồi, sau 100 năm rồi. Nhưng mà tôi thấy cũng còn nhiều bị chỉ trích. Có đôi khi họ dùng những cái câu rất là nặng, họ nói chúng ta là tà giáo. Có nhiều khi họ nói chúng ta là những người đi theo một cái giáo phái thiếu lời Chúa. Hay là cho rằng tín đồ ngũ tuần là tín đồ quá khích. Đây là những cái câu mà tôi đã nghe. Tôi xin biết chắc là chúng ta đã nghe rất là nhiều. Nghe như thế chúng ta có những người yên lặng, có những người không yên lặng rồi nói lên, nó ngược lại, nói là tôi là ngũ tuần, tôi có thánh linh, bên kia không có thánh linh. Tôi có ngũ tuần, tôi được quá thánh linh, bên kia không được quá thánh linh. Tôi sinh ra Phật giáo, tôi lớn lên ở Hội Thánh Trưởng Nhiệm, Trưởng Lão Presbyterian, tôi hầu vị Chúa ở CMA, ở Baptist, và tôi hiện nay tôi đứng tại đây là Hội Thánh Ngũ Tuần. Tôi biết được có những điều nó sai lệch cả hai bên dù nói. Nhưng mà tôi muốn đưa ra một cái vấn đề như thế này. Hội Thánh Ngũ Tuần hay là Hội Thánh Truyền Thống, hai Hội Thánh, hai giáo phái đều tin giống nhau, có một cái chữ trời. Chúng ta tin có Đức Thánh Linh bắt tèm, Hội Thánh Truyền Thống cũng có tin có Đức Thánh Linh. Tại tôi ở từ trong đó, tôi có tin Đức Thánh Linh. Tôi có tin Đức Thánh Linh như thế nào? Tôi có tin Đức Thánh Linh bắt tèm như thế nào? Nhưng mà cả hai không đồng một quan điểm về sự vận hành của Đức Thánh Linh. Hai bên đều tin có Đức Thánh Linh. Hai bên đều tin có Đức Thánh Linh bắt tèm họ. Nhưng mà hai bên không đồng một quan điểm về sự vận hành. Chúng ta phải rõ điều này. Không đồng quan điểm về sự vận hành của Đức Thánh Linh thôi, chứ không phải họ không có Đức Thánh Linh. Chúng ta đừng bao giờ nói là Hội Thánh Truyền Thống không có Đức Thánh Linh. Họ có Đức Thánh Linh. Họ không có Đức Thánh Linh, họ không thể đứng nổi với những quyền lực tối tăm ở trên mờ tối trên thế gian này có thể chống chọi được. Đó là lý do chúng ta tin được rồi. Nhưng mà tôi muốn đưa một cái kinh nghiệm như này. Có cảm Chúa là tôi đã đi nhiều khía cạnh. Tôi đã đứng bên truyền thống. Tôi hiểu được những tính lý của nó, và tôi hiểu được những cái thần học bên đó, và tôi đã trải qua những truyền thống ở bên Hội Thánh Truyền Thống đó. Thành ra tôi muốn đưa cả hai vấn đề này để chúng ta có thể nhận định rõ. Khi mà chúng ta coi chỉ trích, chúng ta không có nói ngược lại điều là giống như nói là bên đó không có thánh linh. Tôi đã từng nghe Hội Thánh Ngũ Tuần, tín đồ Ngũ Tuần nói là Hội Thánh Truyền Thống có Đức Thánh Linh, có toàn quan toàn là sai. Hay là chúng ta nói bên đó không có bắt tay thánh linh, có bên có bắt cao có bắt tay thánh linh. Đây mục đích bắt tay thánh linh để gì, làm gì? Bắt tay thánh linh để họ làm chứng về Chúa Giêsu, mà họ không làm chứng về Chúa Giêsu thì họ không có bắt tay thánh linh. Nhưng mà tại sao họ có bắt tay thánh linh cho nên họ mới làm chứng được? Chứng tỏ rằng Hội Thánh họ có rất nhiều người tin Chúa, đó là bắt tay thánh linh đó. Vì bắt tay thánh linh là họ làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ, điều duy nhất mà chúng ta phải hiểu rằng điều đó. Nhưng mà tôi muốn đưa một cái điều này, chứng tỏ không phải là tôi hôm nay nói đúng tất cả hoàn toàn, nhưng mà tôi cũng nói tôi không có sai. Quý vị nghe điều này tôi hay nói là gì? Chỉ có Đức Chúa Trời đúng thật. Chỉ có Đức Chúa Trời đúng thật. Chúng ta mọi người đều đi trong mộng mơ mà thôi. Dẫu người đó học lên tới tiến sĩ, ông đó là một người rất là chối về lời Chúa, nhưng mà ông vẫn đi trong mộng mơ thôi. Không có ai dám đứng ra nói là tôi đúng, người kia sai. Hôm nay tôi nói là quan điểm thôi, chứ tôi không nói bên kia sai, bên đây đúng, hay là bên đây sai, bên kia đúng. Tôi không dám nói được đó. Tại tôi vẫn đi trong mộng mơ, mà ông Phaolô đã nói câu đó trong Cô-rinh-tô. Mọi người đều đi trong mộng mơ mà thôi. Đừng bao giờ nói tôi hay là nói là chúng ta là đúng. Chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Bây giờ nói rõ hết là sự té ngã. Tại sao chỉ xảy ra trên Hội Thánh Ân Tứng Ngũ Tuần thôi, còn Hội Thánh Truyền Thống là không có xảy ra? Tại sao? Tại sao không có xảy ra? Ở bên đó cũng có Đức Thánh Linh, ở bên này cũng có Đức Thánh Linh. Tại sao bên đây có té ngã, bên kia không có té ngã? Bên kia đứng chắc chịu hơn, bên kia có vỏ, bên đây không có vỏ cho nên té dễ. Đúng vậy.
Trong trong cái câu mà thường thường té ngã thì trong tiếng Anh gọi là slain in the spirit, dịch nôm na là chết ngất trong thánh linh. Tôi không nghĩ là cái từ này dịch đúng chính xác, nhưng mà chúng ta tạm hiểu là chết ngất trong thánh linh. Nghe chị chết nghe ghê quá, thành ra không nên dùng chữ chết ngất. Quý vị có câu nào hay hơn, tôi nghĩ anh Nhân sẽ có câu cái chữ hay hơn, nhưng mà khi nào anh Nhân có chữ từ nào hay hơn thì nói cho tôi biết, nhưng mà cái từ mà chết ngất trong thánh linh thì nó không có chính xác, dịch ra cái chữ là slain in the Holy Spirit. Nhưng mà trong vòng 30 phút này tôi có thể bao gồm được cả hai quan điểm, bởi vì tôi muốn đưa ra cả hai quan điểm đều dựa trên lời Chúa, chứ không phải dựa không dựa trên lời Chúa. Hai bên đều dựa trên lời Chúa, nhưng mà trước nhất tôi muốn đưa cái quan điểm của bên truyền thống nói như thế này. Có một người tôi thấy nhiều người giống một người, có một người nói như thế này: hiện nay hiện tượng ngã ngửa té về phía sau là sự xa rời các sự dạy dỗ của Kinh Thánh và đang phá hoại hội thánh. Đó là cái câu họ nói. Hội thánh ngũ tầng, họ nói hội thánh ngũ tầng là một cái chấp và cái hiện tượng xảy ra té ngã là sự xa rời dạy dỗ của Kinh Thánh và đang phá hoại hội thánh. Đó là cái câu họ nói. Họ dùng câu Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà cái câu này, một trong những câu mà tôi đưa ra đây là họ dùng cái câu này rất là lý thú. Cho nên tôi muốn đưa cho quý vị thấy là trong Samuel đoạn 4, một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc đến lại Silo nội ngày đó, quần áo rách ra đầu đống bụi cát. Khi người ấy đến Hê-li, người trên ghế mình tại bên mé nước, trong đợi các ấy nấy, trong đợi cách ai nấy, vì lòng Hê-li rúng sợ về hồn của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. Hê-li nghe tiếng này thì nói: sự ồn ào này là chi? Tức người có lệnh đang báo tin cho Hê-li, và Hê-li đã 98 tuổi, mắt tôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Hê-li rằng: tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Hê-li hỏi rằng: hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng: Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philistine, dân bị đại bại. Lại hai con trai của ông là Hophni và Phinea đã chết, còn hồn vô ước Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hồn Đức Chúa Trời thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình bên phía cửa, chạy khổ chết vì người đã già yếu và nặng, người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Trong Samuel chúng ta thấy câu 18 là ông Hê-li té ngã ngửa ra. Hồi dùng cái câu này nói là những người mà ngũ tuần, thân tính ngũ tuần chán té ngã ngửa ra là giống như ông Hê-li đó. Té ra ngã ngửa ra là cái cổ chết. Chúng ta thấy cái câu mà té ngã ngửa ra, tại sao Hê-li té ngã ngửa ra? Chúng ta coi lại câu 17. Câu 16. Tại vì ông được đụng chạm. Câu 15. Đấy, chứ chúng ta coi là câu 15. Ông Hê-li sao? 80 tuổi rồi, mắt ổng sao? Không thấy. Rồi gì nữa? Ông mập nữa. Ông Hê-li mập nữa. Không biết lúc đó ông có uống thuốc tiểu đường không? Nhưng mà khi mặt qua có mấy người nói uống thuốc tiểu đường nhiều không? Ông vừa già, ông bị đuôi, ông bị mập, mà nghe đến cái hồng dấu ước bị hai con trai ông bị chết, rồi bị mất hồng dấu ước, bị đánh bại, cho nghi sinh bị đánh bại. Và ở đó nghe một chuyện thôi là đã té ngửa rồi, nói chi bao những chuyện chồng một lần thì ông té ngửa ra ông chết thôi, không có nghĩa là Đức Thánh Linh vận hành ông lúc đó, phải không? Đức Thánh Linh có vận hành ông lúc đó không? Nhưng mà tại sao dùng cái câu đó nói là một từng té ngã ngửa là gãy cổ chết? Còn những câu khác tôi không muốn nói tới nữa. Bây giờ qua tới chúng ta, tại sao lý do mà chúng ta té ngã? Thứ nhất, chúng ta thấy khi mà có sự vận hành giống như chúng ta làm đêm này, khi có sự vận hành của Chúa thì chúng ta có thấy những cái hiện tượng xảy ra.
trong trong Matthew, trong Matthew có một hiện tượng xảy ra. Tại sao có sự tái ngã trong đó? Khỏi sáng ngày Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Văn và em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy, mặt Ngài sáng loa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện với cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm, ví bằng đẹp Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây xét rước che phủ những người đó. Ở đó có một tiếng từ trong đám mây phán rằng: Này con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giêsu lại gần rờ môn đồ và phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Chúa Giêsu thôi. Trong Matthew đoạn 17 câu 5 chúng ta thấy trước hết có một tiếng phán từ ai? Từ Đức Chúa Trời ra. Câu 6, khi mà có tiếng phán từ Đức Chúa Trời ra thì mọi người phải gì? Té sấp mặt xuống. Tôi thấy chị Ngọc té sấp mặt nhiều lần nhé. Qua đến câu 7, tại vì khi mà có sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tại đó, chúng ta không thể nhìn được Đức Chúa Trời gì. Chúng ta không mắt, chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời được. Tại chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta chật chân. Chúng ta phải té xuống. Bởi vì Đức Chúa Trời đang hiện diện đó. Chúng ta nghe tiếng Chúa là chúng ta phải té xuống tại chỗ trước mặt Chúa và sấp mặt xuống. Và sau câu 7 chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu đến. Rồi touch, Chúa Giêsu touch, đụng chạm. Khi Chúa Giêsu đụng chạm quý vị thì sao? Chúa nói gì? Hãy đứng dậy, đứng dậy. Chúa đụng với chúng ta thì Chúa kêu chúng ta đứng dậy. Nhưng mà trước khi đó là gì? Có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài, cho nên chúng ta không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời nổi. Chúng ta phải té xuống và có Chúa Giêsu đến đụng chạm chúng ta. Mà Ngài nói gì? Con hãy đứng dậy. Và lúc đó thì có ai? Có một mình Chúa Giêsu. Có một mình Chúa Giêsu chúng ta. Chúng ta thấy nhiều khi nguyên hội thánh đứng đây, nhưng mà khi chúng ta té ngã xuống thì chúng ta chỉ cảm nhận có mình Chúa Giêsu chúng ta. Chúng ta không nhìn bên trái bên phải, người này đụng tôi, người kia đụng tôi. Lúc đó chỉ có Chúa Giêsu rờ tôi thôi, không có ai rờ tôi đâu. Đó là lý do chúng ta được sự vận hành của Chúa. Tại sao có sự hiện diện và có sự đụng chạm? Sự hiện diện là đụng chạm, là chúng ta đang gần Chúa. Chúng ta thấy khi mà đi lên núi, Chúa dạy có mấy người? Ba người thôi. Phi-e-rơ, Văn và Gia-cơ. Chúa đâu dạy 12 môn đồ phải không? Đâu phải tất cả mọi người té một lượt. Bởi vì người muốn Chúa đụng chạm, người đó gần gũi Chúa, cho nên người đó mới có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngay trước mặt họ. Chỉ có Văn và Gia-cơ và Văn thôi. Chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta thắc mắc tại sao có một số người té, một số người kia không té. Bởi vì người đó khao khát có sự hiện diện của Chúa, giống như Phi-e-rơ và Văn và Gia-cơ. Họ muốn sự hiện diện của Chúa, họ muốn sự đụng chạm của Chúa, cho nên có Đức Chúa Trời xuất hiện vận hành ngay tại đó. Bây giờ chúng ta thấy Đức Thánh Linh vận hành chúng ta, đó là do Chúa muốn chúng ta gặp mặt Ngài và Chúa Giêsu rờ đụng chạm chúng ta. Đó là lý do. Ai muốn té ngã không phải tự té ngã đâu, bởi vì chúng ta muốn gần Chúa, giống như Phi-e-rơ và Văn. Ba môn đồ đó lúc nào kẹt kẹt theo Chúa Giêsu suốt bao năm trời, Chúa đi đâu ba ông đó kẹt theo Chúa sát luôn. Chúng ta theo Chúa mấy chục năm rồi, chúng ta có kẹt theo Chúa sát Chúa không? Chúng ta không té ngã bởi vì chúng ta đôi khi chúng ta đứng xa Chúa, đôi khi chúng ta gần Chúa, nhưng mà chúng ta có giống như Phi-e-rơ lúc nào cũng gần Chúa, sát bên Chúa không? Đó là lý do chúng ta được sự đụng chạm của Chúa đó. Theo Chúa đi, theo gần xa Chúa, đừng xa Chúa. Chúng ta xa Chúa, chúng ta không có được cái sự đụng chạm không? Khi mà Chúa Giêsu rờ đụng chạm chúng ta, sự vận hành đó
Chúa có đứng dậy. Đứng dậy lý do tại sao? Chúa nói đứng dậy bởi vì trước mặt của con là một cái hành trình rất là khó khăn đầy thử thách. Chúng ta biết lúc đó là Chúa Giêsu đi ra một nơi vắng vẻ đó để chuẩn bị cái gì? Sự bắt bớ, sự đánh đập và treo lên thập tự giá. Chứ không phải Chúa đi ra đó để kiếm cái gì xa môn đồ, 12 môn đồ, lâu ngày 12 môn đồ mệt quá tôi phải đi xa môn đồ. Không, Chúa đi ra đó để chuẩn bị. Mà Chúa chuẩn bị luôn cả ba môn đồ đó, nói là con biết ta sắp sửa có một hành trình đầy thử thách, đầy gian nan con. Ta muốn con kinh nghiệm với ta lúc đó đó. Ba ông đó đi theo. Chưa hiểu Chúa. Thành ra chúng ta thấy trong gian đoạn 18 nói nhạc. Và Giuđa là kẻ phản ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giuđa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ và cả người Pharisee sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều đã xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu phán rằng chính ta đây. Thầy nghe rồi. Giuđa và cả phán ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Chúng ta thấy không? Khi mà danh Chúa Giêsu nói lên phát ra thì con người không thể đứng được mà té thối lui lại. Xong. Chúa đã chuẩn bị trước cho các môn đồ. Chúa đã chuẩn bị cái hành trình thử thách đức. Thì đây là cái sự tan ngã thật sự. Bởi vì trong danh Chúa có quyền năng trong đó. Trong quyền năng đó chúng ta thấy kẻ thù phải thoái lui. Trong quyền năng Chúa, khi mà Chúa nói ta đây, khi chúng ta nói trong danh Chúa Jesus Christ đồng với cái chữ Chúa nói là ta đây, là trong đó có quyền năng của Chúa đó. Trong quyền năng của Chúa thì xua đuổi kẻ thù được. Kẻ thù đó là ma quỷ, kẻ thù đó là những con người xác định, kẻ thù đó có những điều mà sắp sửa chống chọi trong nghịch với chúng ta. Chúa nói điều này để nhắc chúng ta rằng trong danh của Ngài, Chúa nói câu này rất là vững, bởi vì chúng ta dùng danh của Ngài để làm gì? Danh của Ngài có sự chữa lành trong đó. Cho nên chúng ta thấy khi Chúa nói là chính ta đây, chúng bèn thối lui, có nghĩa là chúng ta đuổi ma quỷ thối lui, họ té xuống, họ đi ra khỏi nơi đó. Trong quyền năng Ngài, chúng ta thấy có một chút là xảy ra như thế này. Trong Luca đoạn 8, bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của bà thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến lần sau Ngài rờ trong áo, tức huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng ai sờ đến ta? Ai nấy đều trói kia rơi. Và những người đồng bạn thưa thầy, đồng dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng có người đã rờ đến ta vì đã nhận biết con quyền phép từ ta mà ra. Chúng ta thấy khi mà chúng ta nói trong danh Chúa Giêsu Christ là có quyền phép từ trong Chúa Giêsu mà ra, chứ không phải là chúng ta. Chúng ta đừng khinh lờn Chúa, cái chữ mà trong danh Chúa Giêsu Christ. Nhiều người dùng cái đó vô ý thức, nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái danh hiệu của Chúa Giêsu là chúng ta dùng cái quyền năng của Chúa ra từ Chúa Giêsu đó. Chúng ta muốn cái quyền năng nào không? Kết luận: té ngã là sự cảm nhận, sự hiện diện và sự vận hành của Đức Thánh Linh. Nó đồng nghĩa trong cái chữ mà tôi nói chủ đề là slank in the spirit, là chết ngất trong Thánh Linh đó. Nhưng té ngã không có chứng minh đó là sự đụng chạm, còn người không té ngã là không được Chúa đụng chạm.
Kinh Thánh không có nói phản nghĩa cái điều này. Chúa nói đúng, có sự hiện diện của Chúa là có sự té ngã. Nhưng mà chúng ta trong Kinh Thánh câu nói không té ngã là không được sự đụng chạm của Chúa. Thành ra chúng ta không nên nhớ rằng nếu mà người đó không có sự té ngã đó, không có nghĩa là người đó không được Chúa đụng chạm. Người có té ngã hay là người không có té ngã đều được sự đụng chạm của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh không có nhấn mạnh điều đó. Điều quan trọng như thế này, chúng ta có nhận được quyền phép đến từ Chúa Giêsu để giúp chúng ta chuẩn bị hành trình thử thách sắp tới. Đó là điều quan trọng. Sự hiển diện của Chúa là Chúa ban cho chúng ta quyền phép để giúp chúng ta chuẩn bị hành trình đầy thử thách trước mắt, như là Chúa có nói. Hãy gần Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta, mỗi người chúng ta cứ chuẩn bị đi. Không có ai có thể thoát khỏi cái hoạn nạn của thế gian này đâu. Chúng ta hãy chuẩn bị. Chuẩn bị giống như Chúa dắt Phi-e-rơ, Chúa dắt dằn Gia-cơ đi ngang ngày, để cảm nhận được có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời nói là đây là con yêu dấu của ta, hãy làm theo con làm sắp tới. Chúa nói hãy làm điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta để chúng ta chuẩn bị được cái hành trình đầy thử thách sắp tới. Cái thử thách sắp tới chúng ta có thể giống như người đàn bà thì không biết. Ba cần được chữa lành, chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần được chữa lành. Thì có hai cách mà chúng ta làm. Thứ nhất, chúng ta gần gũi Chúa thì được quyền phép của Chúa ban cho. Chúng ta gần gũi Chúa, chúng ta tin một cách đơn sơ giống như người bà con quý, khi rờ lên Chúa thôi. Khi mà rờ lên Chúa thì có sự đụng chạm của Ngài. Sự đụng chạm của Ngài thì chúng ta được chữa lành. Chữa lành mọi bệnh tật, chữa lành mọi vấn đề của chúng ta, chứ không phải chỉ là bệnh tật thôi. Mọi vấn đề của chúng ta hãy gần Chúa. Tóm lại, sự té ngã đó là một điều dựa trên nền tảng lời của Chúa, chứ không phải ra từ giáo hội nào khác. Tôi lặp lại, té ngã không phải lọc ra giáo hội Thánh Ngũ Tuần. Té ngã là dựa trên nền tảng của lời Chúa. Lời Chúa nói rất là nhiều. Tôi những hai tuần tới tôi sẽ nói tiếp những cái bài. Lời Chúa nói rất là nhiều có sự té ngã trong lòng. Đôi khi chúng ta thấy có những tôn giáo khác cũng có sự té ngã. Rồi có một số người so sánh nói chúng ta loài thánh của từng té ngã thì giống như những người hoặc những cái tôn giáo tà giáo như vậy. Không. Đức Chúa Trời của chúng ta là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Tất cả mọi điều ra từ Đức Chúa Trời, không có ra từ con người. Ma quỷ nó copy Đức Chúa Trời, nó làm sai là điều của Đức Chúa Trời, chứ không phải xuất phát từ ma quỷ. Ma quỷ là nó copy, nó photocopy tất cả giống như Đức Chúa Trời, tại vì nó muốn tạo thành Đức Chúa Trời. Có những tôn giáo bắt chước chúng ta té ngã, nhưng là không tương đồng với chúng ta đâu. Chúng ta té ngã bởi vì lời Chúa nói rằng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, có sự đụng chạm của Chúa, cho nên chúng ta không thể đứng nổi trong xác thịt này. Khi Đức Thánh Linh vận hành thì cả tâm linh của chúng ta, tâm hồn của chúng ta và thể xác chúng ta đều rụng rời hết. Đó là lý do chúng ta không thể đứng nổi. Tâm linh được trở lại, tâm hồn được bình an, thể xác chúng ta yên nghỉ trong nơi thánh của Ngài. Đó là chúng ta trao tất cả cho Chúa.
Do đó chúng ta thấy hãy để Chúa tự do trên đời sống chúng ta. Đừng nghĩ rằng tôi té kỳ cục lắm, tôi phải gương lại. Hãy để tự do khi mà Đức Thánh Linh vận hành. Hãy khao khát Chúa thì sự hiện diện của Chúa thể hiện trên trong tâm linh của chúng ta, và Ngài sẽ vận hành trong tâm linh chúng ta. Khi Ngài vận hành thì Ngài nói rằng ta đang chuẩn bị cho con một cái hành trình mới đó. Cái hành trình đó thì con phải có một cái sự dọn lòng của con.